chào bạn. Với sức hút từ sự mạnh mẽ, trẻ trung, đẳng cấp của mình, hiện nay Yamaha Exciter 155 VVA đang tạo ra được một làn sóng trong giới trẻ của bọn mình. Câu hỏi đặt ra ngay bây giờ là liệu có nên đập ống heo lấy tiền tiết kiệm bao nhiêu năm tích góp của mình để mua một chiếc xe đẳng cấp ngay bây giờ hay không? Thì thông qua ba bài toán đơn giản phân tích dưới đây của mình, mình sẽ giúp các bạn có được câu trả lời thích hợp cho mình. Và điều mình muốn làm rõ ở đây không phải là về công nghệ của Yamaha Exciter 155, không phải là về kiểu dáng hay là về thông số kỹ thuật của họ, mà cái mình muốn phân tích ở đây đó là về giá bán. Liệu chúng ta đang phải trả những gì để sở hữu chiếc xe này, và giá gốc của xe này là bao nhiêu, sở hữu xe này thì mình được cái gì và mình mất cái gì. Thì đầu tiên, bài toán cơ bản là về giá vốn, giá gốc của chiếc xe này là bao nhiêu. Thì mình lấy giá niêm yết của xe này hiện tại là 50 triệu đồng. 50 triệu đồng, các bạn phải hiểu là giá đấy đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. Thì ở tại Việt Nam, khi bạn mua bất cứ một hàng hóa dịch vụ nào cũng phải chịu 10% thuế giá trị gia tăng. Thì thuế giá trị gia tăng này để là nguồn thu chủ yếu của nhà nước để giúp xây dựng các hoạt động, duy trì các hoạt động của nhà nước. Ai cũng biết về thuế này. Thì 50 triệu này đã gồm 10% thuế giá trị gia tăng nha mấy bạn. Thì để tính được cái giá xe trước thuế giá trị gia tăng, thì bạn lấy đơn giản lấy 50 triệu chia cho 110%, thì nó sẽ ra được 45.450.000, chính là giá của xe này chưa có thuế. Và xe này liệu chỉ có phải chịu một loại thuế là thuế giá trị gia tăng hay không, và nó còn phải chịu thêm loại thuế nào khác không? Thì câu trả lời là có nha mấy bạn. Xe này dung tích xi lanh của nó là 155 cm khối, và theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó phải chịu một loại thuế đúng như tên luật đấy, thuế tiêu thụ đặc biệt. Và thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Có nhiều bạn lần đầu nghe thuật ngữ này, thì để mình giải thích cách thức hoạt động và mục đích của nó ra sao thì mình xin tóm gọn lại. Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào những mặt hàng xa xỉ, gọi nôm na là những mặt hàng xa xỉ chưa thực sự cần thiết với số đông của người dân Việt Nam, và những cái phụ tùng, những cái nguyên liệu, vật liệu để làm nên sản phẩm này khi mà phân hủy vào môi trường rất là lâu. Chẳng hạn ví dụ như điện thoại, thì khi bỏ cái điện thoại đi, pin của điện thoại vân vân, thì phân hủy rất là lâu, cho nên phải đánh thuế nó. Và mục đích của loại thuế này là để, nói nôm na là lấy của người giàu chia lại cho người nghèo. Cái tiền thuế đấy dùng để xây dựng trường học, bệnh viện vân 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 vân, tạo sự công bằng xã hội. Thì tại sao xe Yamaha 155, chiếc Exciter này chỉ có 155cc lại được coi là hàng hóa xa xỉ phẩm? Trong luật thuế này quy định xe máy cao cấp là những xe máy trên 125cc, dung tích xi lanh trên 125cc centimet khối đó mấy bạn. Đó là được gọi là xe máy cao cấp. Thì ngầm hiểu những người sử dụng xe máy trên 125cc là những người giàu nha mấy bạn. Thuế tiêu thụ đặc biệt của chiếc xe Yamaha Exciter 155 VVA này là bao nhiêu? Thuế suất của nó chính là bằng 20% giá trị của xe đó mấy bạn. Thì để tính được cái giá xe trước khi chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì bạn chỉ cần lấy giá 45,45 chia cho 1.2 thì nó được 37,87 triệu. Mình làm tròn nó là 38 triệu. 38 triệu này có phải là giá gốc của chiếc xe không? Không. 38 triệu này nó bao gồm cái phần lời của Yamaha và phần lời của đại lý. Thì mình tự dự đoán thôi, cái lời này do tiền thiết kế, tiền này kia để tạo ra một chiếc xe họ tốn công sức, thì họ lấy lời là 5 triệu một chiếc. Yamaha sẽ lấy lời 5 triệu một chiếc. Mình tự đặt ra như thế. Và đại lý phụ Yamaha bán xe, thì họ mong muốn lời 3 triệu một chiếc. Tức là hai cái phần lời này cộng lại là 8 triệu. Thì giá 38 triệu
trừ đi 8 triệu thì giá gốc của chiếc xe này là 30 triệu. Để làm ra được một chiếc xe này cần ít nhất 30 triệu. Đó là giá gốc của chiếc xe. Thì từ một chiếc xe 30 triệu sau nhiều khâu như đó nó sẽ thành 50 triệu. Và câu hỏi là có bao giờ chúng ta mua được xe giá gốc không? Không. Không nha mấy bạn, vì phải có lời của đại lý. Vậy có nên mua vào thời điểm bây giờ hay không? Tiếp theo, một bài toán tiếp theo. Giá niêm yết và giá tại đại lý. Nghe sơ qua thì nó là như nhau. Yamaha niêm yết 50 triệu thì đại lý sẽ bán 50 triệu. Nhưng đó là lý thuyết thôi mấy bạn. Thực tế giá đại lý lúc nào khi mà xe mới ra cũng cao hơn giá niêm yết một khoảng như thế này. Giá niêm yết là 50 triệu thì giá tại đại lý ít cũng phải là 53, 55 triệu nha mấy bạn. Thì tại sao có sự chênh lệch này? Theo phía đại lý giải thích thì do nhu cầu của thị trường. Trên thị trường hiện tại có 5 chiếc xe thôi, nhưng mà 10 người muốn sở hữu. Thì ai giàu có, ai sẵn sàng trả tiền nhiều hơn để sở hữu 5 chiếc xe này thì tôi sẽ bán cho họ. Đó là do quy luật cung cầu. Cầu, nhu cầu thì nhiều mà lượng cung chưa có đủ thì ai trả tiền nhiều hơn thì được. Và trong marketing có một cái chiêu thức bán hàng gọi là bán hàng với giá hớt kem. Bán từ đỉnh trước, bán cho những người giàu trước, bán lại từ từ xuống dưới. Ăn dần dần cái kem mấy bạn. Nghe sơ qua thì mấy bạn cũng biết cái này là người ta bán hàng, người ta định hình rõ đối tượng khách hàng mà người ta đang hướng đến, là luật thuế, đánh thuế và người giàu. Và hãng xe đang bán xe cho những người thực sự giàu. Cái này ai mà mua xe thời điểm này có thể nói là giàu của giàu luôn mấy bạn. Giả dụ như bạn mua xe bây giờ 55 triệu. Một năm sau giá xe họ bán xuống còn 50 triệu, tức là bạn đã mất 5 triệu. Và tiền 5 triệu này vào túi của đại lý. Tiếp theo thì xe bạn chạy dù cho có giữ cỡ nào thì một năm qua giá trị của nó cũng giảm xuống còn 80%. Ví dụ còn 80% thì 80% không phải của 55 triệu nữa, mà bây giờ họ tính theo mức giá thị trường là 80% của 50 triệu, tức là xe của bạn hiện tại chỉ còn 40 triệu thôi. Giá xe hiện tại 40 triệu, trong vòng một năm bạn đã mất 15 triệu. Đấy thì bạn mất cho những gì? Đó là sự đẳng cấp, sự thể thao, sự mạnh mẽ, cái nhìn ngạc nhiên, cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người trong vòng một năm. 15 triệu đó là tiền đầu tư, là tiền bạn trả cho cái sự đẳng cấp của Yamaha mang lại cho bạn. Đó là cái bạn mất. Cái bạn phải mất là số tiền 15 triệu, cái bạn có được chính là sự đẳng cấp. Cái thứ hai, đối với những bạn có kỹ năng tốt và bạn muốn mua xe này vì bạn nghĩ nó giúp bạn đi nhanh hơn, thì 15 triệu đấy là số tiền bạn đầu tư cho cái thời gian của chính bạn. Bạn lấy nó nhanh hơn được một tí, bạn cảm thấy kỹ năng như vậy đối với mình nó an toàn, thì tiền đó là bạn trả cho sự an toàn của mấy bạn và thời gian mấy bạn tiết kiệm được. Những bạn thuộc trường hợp đó thì bây giờ có thể mua xe. Thế như mình nghĩ những bạn đấy thật sự cần, và kỹ năng và số tiền của mấy bạn có đã đủ rồi, thì mấy bạn có thể mua bây giờ. Còn bạn nếu như mình nay đi làm, ngày mai không biết trời nắng hay mưa, đi làm trễ hay muộn, và không biết được tăng ca hay không, tăng ca mấy tiếng, không biết mai dùng thuốc gì, phân bón gì, rồi lúa chừng nào chín, vân vân, thì suy nghĩ lại đi mấy bạn. Chẳng hạn như lúa, bạn một năm bạn làm được 3 vụ, bạn có 5 công lúa, 10 công lúa, thì khi bạn làm xong, tiền phân bón, thuốc trừ sâu, tiền nhân công, tiền máy cắt còn được 20 triệu một vụ, 3 vụ được 60 triệu, trừ tiền ăn uống cũng không dư được bao nhiêu hết. Coi như bạn dành dụm, bạn tiền dành dụm có nữa, thì bạn mua đủ chiếc xe 55 triệu.
và một năm sau như mình vừa nói thì giá nó còn 40 triệu. Bạn trả tiền cho sự đẳng cấp. Trong xóm này, những người lao động không mà có mình có 2-3 người có, thì cái sự đẳng cấp đó nó đi lên. Và cuộc chơi này chính bạn là người lựa chọn, chính bạn chọn cái sự đẳng cấp đó trong vòng 1 năm. Mà những bạn mua xe này thì thường là gái đu nhiều lắm mấy bạn. Người ta biết, anh đó biết chiếc xe này nó đóng thuế nhiều vậy mà anh vẫn mua chứng tỏ anh giàu. Đấy, mình hốt anh thôi. Nó cái suy nghĩ của con gái như thế. Tại sao chiếc xe này giá nó 30 triệu mà lây hoay nó thành 50 triệu, nó đắt như thế mà vẫn có nhiều người mua? Để trả lời câu hỏi này nó đơn giản lắm mấy bạn. Thì thay vì mình đưa cái bảng biểu thuế cho mấy bạn coi những mặt hàng trong đấy thì mình nói luôn. Thuốc lá, thuế suất của nó là 75% đó mấy bạn. Rượu trên 20 độ là 65%. Dưới 20 độ là 35%. Bia là 60%. Kinh doanh karaoke là 30%. Massage là 30%. Vũ trường là 40%. Mình ví dụ đơn giản là karaoke 60.000 tiếng, trong đấy đã bao gồm 30% thuế rồi. Vậy bạn có đi không? Thuốc lá 20.000 một gói, trong đấy gồm 75% thuế tiêu thụ đặc biệt rồi, 10% thuế giá trị gia tăng rồi, 20.000 gói, bạn có hút không? Bia, bạn có uống không? Đó là câu trả lời cho câu hỏi tại sao xe mắc như vậy mà nhiều người vẫn mua. Và những người đó họ thực sự có tiền bạn ơi. Nếu mấy bạn đã suy nghĩ kỹ và không mua chiếc xe đấy ngay bây giờ, không muốn bỏ thêm 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu cho đại lý, mà nói nhỏ, đại lý mới là những người thực sự giàu đúng không? Nhưng mà họ đâu có mua xe đâu, họ đi xe khác. Và có cách nào để giảm bớt cái gánh nặng mua xe không? Mình cũng muốn chơi sự đẳng cấp nhưng mà mình muốn bớt gánh nặng thì có một cách đơn giản. Thay vì năm nay bạn dùng 55 triệu để bạn mua chiếc xe, năm sau nó còn 40 triệu thì bạn dùng tiền đấy, đơn giản nhất là bạn gửi ngân hàng với lãi suất là 6% thì năm sau bạn có là 58 triệu và bạn mua chiếc xe 50 triệu. Có thể giờ đó xe nó ra tem mới rồi, bạn được xe mới 100% giá 50 triệu, bạn còn dư 8 triệu để bạn bảo dưỡng xe. Còn thay vì bạn sở hữu trước bây giờ thì năm sau bạn còn có 40 triệu thôi. Vừa mất tiền xe mà lúc ban đầu chưa kể, ban đầu xe lạ người ta thấy chưa chắc người ta ngưỡng mộ, người ta chê kiểu này kiểu kia. Trong khi năm sau bạn mua xe thì người ta quen nhìn, ôi xe này đẳng cấp quá, đẳng cấp quá. Lúc đấy bạn lại được cái sự ngưỡng mộ gấp đôi. Câu hỏi cuối là có nên đợi xe từ 50 triệu giảm xuống còn 48 triệu hay không? Thì mình, ý kiến của mình thì không. Bởi vì đại lý rất ít khi bán xe giảm giá như thế, nhất là những cái chiếc xe mà nó câu được khách hàng như Yamaha Exciter 155 VVA. Nó là xe mới, nó đỉnh của đỉnh luôn. Nó có nhiều công nghệ, nó kiểu dáng nó thiết kế đẹp, thì nhiều người đổ xô đi mua lắm mấy bạn. Cái thứ hai, khi mà giá nó giảm rồi, cái khoảng thời gian đó mình nghĩ là khoảng 3 năm nữa, 4 năm nữa thì người ta sẽ nhập mẫu mới về, và cái mẫu bạn mua được giá giảm là mẫu cũ. Theo một cái góc nhìn nào đó thì cái xe từ lúc mà sản xuất ra tới lúc về tay bạn cũng đã 3 năm, 4 năm. Thì về một mặt nào đó nó cũng là xe cũ trong mặt kép mà mấy bạn. Nó cũng bị hao mòn, dù không chạy nhưng nó vẫn bị hao mòn nha mấy bạn. Và người ta bây giờ, người ta chỉ hơn bạn 1 triệu, 2 triệu, người ta sở hữu xe mới. Và cái sự thỏa mãn khi mà mua được chiếc xe, nó càng sớm, thỏa mãn càng được nhiều mấy bạn. Y như mà bạn khát nước mà bạn được uống nước vậy đó. Hơn là y như bạn đói bạn được ăn liền vậy đó, nó đã lắm. Không phải đi chợ mua đồ gì nấu này kia, càng lâu thì càng khó chịu vậy đó mấy bạn. Và
Sự chênh lệch thực sự nó không lớn. Nếu là 2 triệu cho 2 năm thì mỗi ngày bạn chỉ phải trả thêm 2.000, 3.000 gì thôi. Mà bạn thỏa mãn được cái đam mê, cái sở thích của mình thì canh lúc mà giá khoảng 50 triệu, giá đúng về giá niêm yết thì mua được rồi mấy bạn. Mua nhà, đậu trâu, cưới vợ, ba chuyện đại sự của người nam nhi, y như là một vợ, hai con, ba lậu, bốn bánh giờ vậy đó mấy bạn. Thì hồi xưa mua trâu, bây giờ mua xe cũng tương đương nhau à. Và theo mình, cá nhân mình nghĩ mua xe cũng chỉ là một phương tiện đi lại để giúp mình an toàn hơn trên cái quãng đường đi, giúp mình thể hiện sự đẳng cấp, ok, giúp mình thời gian nhanh hơn, di chuyển nhanh hơn, ok. Để kết lại hai ý chính của mình thì mình muốn nói xe này bán cho những người giàu của giàu, những người đỉnh của đỉnh nha mấy bạn. Hãy để cho những người thật sự giàu, người ta sở hữu xe trước, người ta đánh giá ưu nhược điểm của nó. Bạn có lợi thế của người đi sau và bạn không thực sự giàu. Và chúc mấy bạn mua được một con trâu ưng ý và có thời gian chăm sóc nó, sẽ giúp mấy bạn an toàn hơn, đi nhanh hơn và hài lòng hơn, thể hiện sự đẳng cấp của mấy bạn hơn.